Đây là con máy coi vàng duy nhất được mình chọn ra để làm giống từ rất là nhiều em cá beta của mình. Sau đây mình xin mời các bạn cùng xem lại toàn bộ quá trình mình đã tuyển lựa cái em cá giống này như thế nào nha. Sau beta V6, mình đã cho ép cùng lúc hơn một chục cặp cá beta. Rất đáng tiếc là trong số 6 cái cặp Dumbo White ở cái dãy bên dưới này, chỉ có một con cá Dumbo White mà mình gọi vui là bá đạo nhất thế giới đó các bạn. Nó đã làm cái tổ bọt ở bên dưới một cái mạng rêu. Nó ép đẻ cho mình một số ít trứng. Và hôm nay cá bột bơi ngang chỉ khoảng trên dưới một chục con thôi các bạn. Một con số rất là ít. Dù sao thì nó cũng là con cá trống duy nhất ép đẻ thành công. Còn lại những cái hồ ép mình đại ở đây đều thất bại hết các bạn. Không có bọt bèo gì. Kể cả cái hồ ép bên này mình thấy khá là nhiều bọt luôn nè. Nhưng mà cũng không có đẻ luôn. 6 cặp Dumbo White thì thất bại hoàn toàn. Vẫn còn may cho mình là 5 cặp beta coi thì đều rẻ hết và cá bột hôm nay đã bơi ngang rồi các bạn. Ba bầy vừa rồi cá bột khá là nhiều, còn hai cái bầy này thì cá bột chỉ vài chục con thôi. 5 cặp cá coi này đều là cá tơ hết các bạn, lứa đầu tiên ép đẻ hết là tốt rồi, còn nó đỡ được bao nhiêu thì do cái kinh nghiệm cho nên là mình cũng không thể nào đòi hỏi gì hơn được. Hơn 10 cặp cá mà cho ép, chỉ có 5 cặp beta coi nó đẻ, tỷ lệ chỉ khoảng 50% rồi, như vậy cũng chấp nhận được rồi. Và cái việc hôm nay mình sẽ làm đó là mình sẽ dọn dẹp những cái hồ cá lớn này nè, để mình chuẩn bị những cái hồ lớn cho 5 cái bầy beta bột mới vừa bơi ngang. Đây, những cái hồ lớn này mình cần phải dọn dẹp nè. Kể cả cái hồ lớn này luôn. Cách mà mình sẽ xử lý những cái hồ cá lớn này là mình sẽ tuyển lựa ra một vài con cá xuất sắc nhất để mình cho lên keo, mình nuôi kiển chơi. Số còn lại thì mình sẽ cho nó ra chung với cái hồ Liên Hợp Quốc 2 này để mình nuôi tập thể luôn. Mình trước giờ thì mình chỉ thích cái mô hình là nuôi tập thể này, chứ mình không có lên keo, bởi vì không có cái thời gian để mình chăm cá. Và nhìn những cái hồ cá nuôi tập thể gì, cá nó bơi lội tung tăng và mỗi khi mình cho ăn thì cảm giác nó rất là thư giãn các bạn. Mình rất thích cái cảm giác khi cho những cái bầy cá này nó ăn nè. Đấy các bạn thấy, dưới cái lớp bèo này cá của mình nó nhiều lắm luôn. Giờ thì mình sẽ bắt đầu với cái hồ đầu tiên này đi. Đây là cái dĩa mà mình sẽ tuyển ra những cái con cá từ cái hồ này. Mình không có kinh nghiệm để chọn cá đẹp các bạn, nhưng hôm nay mình cứ thử coi để rồi các bạn đánh giá cá của mình xem sao.
mình cứ vớt hết ra đi rồi mình lựa lại những cái con đẹp. Có một số con nó không có lột màu, nó chưa có lột hết màu các bạn. Việc này nó hơi mất thời gian cho nên là các bạn thích thì cho em chơi, còn không thích thì thôi nha. Và đây là một số cá mà mình tiễn ra từ cái hồ này đây các bạn. Vẫn còn khá nhiều con cái màu khá là sặc sỡ, nhưng mà mình chỉ tiễn ra một số thôi, khỏi mất thời gian của bạn. Giờ mình sẽ đem cái số cá này ra chỗ đây cho nó dễ nhìn coi. Về màu thì có một vài con khá ổn các bạn, ví dụ như con này nè, con này cái màu khá ổn, nhưng mà cái vây bị rách mất tiêu rồi. Màu thì tương đối nhưng mà hình như không có con nào làm giống được các bạn ơi. Con này thì đuôi khá nè, màu cũng khá nhưng mà cũng không ý lắm. Rồi, nói chung là cái hồ này thì cho nó vô hồ Liên Hợp Quốc nuôi chung thôi chứ không tuyển được con giống nào rồi. Kỳ này mình chọn cái giống hơi gắt so với ngày trước nha các bạn. Con này khá nè, một con cá máy. Không có con nào làm giống được hết các bạn. Tiếp tục với hồ thứ hai nha các bạn. Đây là một cái bầy coi vàng. Mình cũng lấy một ít nước ra đây đi. Coi vàng khá là hiếm hoi. Mình dỡ cái xi thang ra đi cho nó dễ vớt cá nè, để nó hơi chán một chút. Vàng rực luôn các bạn. Rồi, một em. Thank you.
chắc là mình phải tạm ngưng để mình vớt ra đi khỏi mất thời gian của các bạn. Đây là số coi vàng mình vớt ra từ cái hồ này nha các bạn. Những cái con nó đã quá lớn rồi hoặc là quá nhỏ thì mình không có đem ra đây. Giờ mình cũng mang nó ra chỗ này cho nó dễ coi nè. Màu thì lạ nhưng form chưa ổn các bạn. Tuy nhiên cái coi vàng này nó hơi hiếm cho nên là chắc mình cũng tuyển đỡ ra một cặp nào đó để làm giống thôi. Chỉ cần một trống một mái thôi chứ không cần nhiều hơn. Giờ mình sẽ tiếp tục với cái hồ thứ ba đi. Đây sẽ là hồ thứ ba nha các bạn. Cái hồ này nó ít cá cho nên là mình sẽ ghép chung nó với cái hồ này luôn để mình tách ra rồi mình dọn dẹp luôn cho nó sạch sẽ. Tương tự mình cũng múc ra một cái đĩa nước đi rồi mình vớt cá. Ở đây có coi vàng đây nè, cho coi vàng ra trước đi, nhanh ha. Đây là như vàng đỏ lẫn lộn luôn. Có vàng với vàng trước đi. Con này bèo hơi nhiều cho nên là hơi vất vả đây các bạn. Con coi vàng đẹp nè. Coi vàng này ok. Chắc mình cũng tuyển cá rồi mình quay các bạn xem sau đi nha. Hồ này mình chỉ tuyển được 2, 4, 5, 7 con thôi các bạn. Mình sẽ tiếp tục với cái hồ cuối cùng đi. Mình sẽ ghép chung hai cái này lại. Đây là hồ này. Bài cá này là cái bài đông nhất trong cái trong số những cái hồ mình cần dọn dẹp nè. Cho nên là hy vọng sẽ có những con cá đẹp. Tuy nhiên cái bài này là cái bài cá nó vướng qua Tết đó các bạn, cho nên là mình chăm sóc không được chu đáo cho nên là các bạn thấy cá nó hơi bị ốm nè. Lý do là vướng Tết rồi sau Tết mình cũng nản cho nên là chăm sóc nó không có được kỹ bằng những cái bài cá khác. Mình sẽ mở hàng với con này đi. Hình như có con bị sưng mắt ở đây nè. Trong này cũng có coi vàng ta. Cho bèo ra hết để cho dễ làm việc luôn. Tuyển cá cho nên là hơi mất thời gian nha các bạn. Hồ này có lẫn vô đây một vài con cá coi vàng nè. Mình sẽ cho những cái con cá coi vàng ở ra trước đi. Bầy cá này rất là đông và có nhiều con. Màu rất đẹp luôn các bạn. Để tách cá ra thì chắc chắn nó sẽ mất khá nhiều thời gian đây. Cho nên là mình sẽ tạm ngưng quay để mình vớt cá đã xong rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Đây là số cá mà mình đã tách ra từ cái hồ rất là đông này và cái hồ này đây các bạn.
số cá trong hồ này rất là đông, màu rất là đẹp, nhưng như mình nói cái lý do là không được chăm sóc tốt cho nên là nó hơi nhỏ con các bạn. Rồi mình cũng đem cái này ra ở ngoài kia luôn cho các bạn dễ nhìn. Giờ mình cùng xem lại toàn bộ nha. Đây là số đầu tiên nè, nhìn chung màu sắc đuôi điếc thì cũng ổn nhưng mà làm giống thì chưa đạt tiêu chuẩn. Rồi tiếp theo là cái số coi vàng này. Coi vàng nó khá hiếm cho nên là mình sẽ chọn ra một cặp để làm giống thôi. Ở bên này màu sắc sặc sỡ hơn nhiều, có điều là nhỏ con cho nên là cũng không thể chọn làm giống được. Rồi có con này làm giống được các bạn, con máy coi vàng này làm giống được nè. Đây, như vậy là mình sẽ chọn cái con máy coi vàng này là một, với một con đây có lẽ là mình sẽ chọn ra con trống này nè. Con máy này quá xuất sắc. Trong số mấy chục con cá mình chọn ra đây thì kỳ này mình chỉ chọn làm giống đúng một con máy coi vàng thôi các bạn. Đây, bên này cũng có coi vàng đẹp nè. Như vậy là mình sẽ chỉ lựa ra số coi vàng để làm giống thôi, còn những cái số cá còn lại thì mình sẽ cho vô thủy sinh hết, mặc dù là nhìn cũng ổn nè. Đây, coi vàng mình sẽ dồn nó qua đây. Những con coi vàng mình sẽ dồn nó về một mâm rồi mình lựa ra để làm giống. Còn số này, với số này thì thôi cho nó vô cái hồ Liên Hợp Quốc này nuôi trông cho nó vui. Rồi chốt lại là mình sẽ lấy cái số coi vàng này để làm giống thôi các bạn, và đặc biệt nhất là một cái con máy coi vàng vừa rồi mình đã vớt cho các bạn xem, mình rất ấn tượng với con máy coi vàng này. Đây, nhìn nó là nổi bật hơn hẳn trong số rất là nhiều con cá coi vàng ở đây, chỉ cần nhìn qua một cái là thấy nó nổi bật hơn hẳn liền. Nó là con cá giống ưng ý nhất trong cái đám này đó các bạn. Rồi, có lẽ mình kết thúc clip được rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.